Tuấn Hưng hát ở ban công bị bế lên phường là do đàn anh báo công an. Dạo gần đây, ắt hẳn ai cũng biết, mỗi cuối tuần, nam ca sĩ Tuấn Hưng đều tổ chức live show từ ban công nhà mình để phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, từ ngày live show này xuất hiện, số lượng người dân tụ tập đến trước nhà anh ngày càng nhiều hơn, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông, trật tự công cộng. Do đó, vừa qua, cơ quan công an đã mời Tuấn Hưng lên làm việc, yêu cầu dừng trình diễn công khai. Cũng từ đây, cư dân mạng đồn thổi nhau rằng Tuấn Hưng bị mời làm việc chính là do nam ca sĩ Duy Mạnh, đàn anh của Tuấn Hưng báo công an. Khi được fan hỏi bóng gió về việc này, Duy Mạnh cũng úp mở, nửa thật nửa đùa rằng chính là do mình đã báo công an. Ông thợ hát chứ còn ai nữa? Chắc lại là chú Duy Mạnh chuyên đi khịa cả thế giới. Chú Mạnh đang dạo phố mà mọi người cứ đứng chắn chỗ. Các bạn nghĩ liệu Duy Mạnh có phải là đang đùa hay chính anh là người báo công an thật? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.